Ngài Xá Lạ Phật ba phen thưa hỏi tại sao mà Đức Phật Ngài hiện thần biến tướng, đó, nó quyền bí như vậy. Thì Đức Phật đã từ chối, không giải thích. Nhưng mà sau đó hỏi nhiều ba lần rồi. Thì Đức Phật Ngài mới nói. Mà trước khi Ngài nói cái thời kinh gọi là diệu pháp liên hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hữu niệm á thì 500 vị trong chúng hội rời chỗ ngồi đi ra ngoài. Đó. 500 vị trong chúng hội á rời chỗ ngồi đi ra ngoài, trong đó gồm có các tỳ kheo, tăng, tỳ kheo ni và cư sĩ tể tướng bá quan đại thần vân dân gồm 500 người thì à, trong diệu pháp liên hoa này nói như vậy á thì đại đa số người tưởng chừng như đang ngồi dây đứng dậy đi ra ngoài bởi vì không không thể nào nghe lời được những cái quyền bí kỳ diệu của đức thích ca gia lai cho nên đứng dậy đi mà những vị đó đó là gọi là những vị nhất xiển đời tu á, mình chưa chứng mà mình nói mình chứng chưa đắc mà mình nói mình đắc chưa được mà mình nói mình được cho nên nói vậy rời chỗ ngồi ra đi thì mình nghe như vậy á, nếu mà mình chấp về văn tự á, là như thế nhưng mà các vị đức phật và tổ á, ta thường hay dụng sự mà ta chỉ lý à, cũng như bên truyền thống văn hóa tổ tiên người Việt Nam chúng ta đó tổ tiên nói thường thường nó cũng có hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng nghĩa đen là thật tới trước mắt nghĩa bóng là cái lý pháp đằng sau lưng nghĩa đen và nghĩa bóng theo cái ngôn từ của việt nam mà nếu nói theo phật giáo sự và lý mượn cái sự để nói mà sự thật nó cái lý nó bên trong cái lý như thế nào? 500 người lìa bỏ chỗ ngồi mà ra đi khỏi cái chúng hội đó Là ý nói á Trong chúng hội sau khi được Đức Phật Ngài Từ chối ba lần không nói Không nói những những sự quyền bí kỳ diệu của Ngài đó. Thì uh, sau đó là ngày Ngài quyết nói thì sự là nói 500 vị trong chúng hội Rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi Mà thực tế là trong chúng hội Rời bỏ những cái à, Cái lòng tham chấp của mình Nghĩa là không còn chấp trong ngũ quẩn nữa Không còn chấp trong ngũ quẩn nữa Ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức những vị tỳ kheo tăng ni hoặc giả là phật tử mặc dầu theo học kinh pháp của phật có nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm và nhiều lần nhưng mà đa phần chấp trong ngũ quẩn chấp trong sắc sắc tướng âm thanh đó, à, sắc trong chấp trong cái thọ tình chấp trong cái tư tưởng chấp trong cái hành động và chấp trong cái thức biết Cho nên không thể nào Cái người mà còn chấp trong ngũ quẩn Mà có thể nghe nổi được Cái lời Pháp quyền diệu Của Đức Phật dạy Mà chuẩn bị dạy đó là Cái thần Pháp đặc biệt đó là Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở hữu niệm diệu Pháp liên quan tâm Không thể nào nghe nổi cái này Nếu còn chấp trong ngũ quẩn chỉ khi con người rời cái ngũ quẩn Không còn chấp trong ngũ quẩn nữa đó, Thì mới nghe được Cho nên trong diệu pháp liên qua Nói rằng là 500 vị ra đi Cái số năm này là chỉ vào ngũ quẩn Và những người còn chấp trong ngũ quẩn Họ liền dứt bỏ tất cả những sở chấp Họ trở lại một tâm hồn rỗng không, trống vắng Họ trở lại một tâm hồn rỗng không trống vắng Mới kham nhẫn Và nghe được những cái lời Của diệu pháp liên qua Lá rồi tôi nhắc đại khái như vậy Để cho tất cả đại chúng chúng ta nghe Chúng ta hiểu Để mà chúng ta tu Cho nó tốt thì à, trong cái lời kệ đó nói gì cái phần tản văn thì à, vừa rồi tôi đã nói rồi bây giờ chỉ còn những phần kệ thì tôi tiếp đọc tục đọc, đọc cái phần kệ cho quý vị cùng nghe. Khi Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng tỳ kheo tỳ kheo ni cu lòng tăng thượng mạng cận sự nam ngã mạng cận sự nữ chẳng tin. Hàng bốn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi dở có thiếu sót tiếc giữ tội quấy mình trí nhỏ đó đã ra bọn cám tâm trong chúng quay đức phật phải đi gã đó kém phước đức chẳng kham lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những học chắc thì trong này ý nói khi mà nhắc đi nhắc lại ba lần theo lời yêu cầu của sá La Phật thì bây giờ Phật định nói nhưng mà trước khi nói thì trong đại chúng có năm hạng người là tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi cận sự nam, cận sự nữ một số nữa thì à, trong đại chúng là cận những người mà mang cái lòng mà chư tăng đi thì mang cái lòng ngã mạng cận sự nam cận sự nữ cũng ngã mạng và cũng chẳng tin chánh pháp họ rời bỏ những cái tâm trạng này hết cho nên phật nói khi mà 500 vị này ra đi rồi thì chỉ còn còn là hột chắc thôi tức là còn những người có đủ khả năng để kham nhẫn và học những lời trong diệu pháp liên hoa kinh đúng vậy hiện giờ đó tôi thấy là cũng không ít như mà đời xưa mà đức phật nói đâu có nhiều người tu á họ chưa đắc mà họ nói họ đắc họ chưa chứng mà họ nói họ chứng họ chưa thánh mà họ nói họ thánh rồi hiu hiu tự đắc coi mọi người không ra gì hết thậm chí có những người á là chưa tăng ni thôi có quyền cao có chức trọng rồi coi tăng ni khác cũng không ra gì hết cái đó là mang cái tánh cống cao ngã mạng đó. đó mà những người như vậy thì không thể nào mà học được cái diệu pháp liên quan cái lời mà chân chính mà đức bổn sử thích ca môn đi dạy đâu cho nên cái người á, mà tu học mà muốn đạt được cái quả vị Chánh đẳng, chánh giác của nhà Phật Tức là cái người mà muốn học được cái diệu pháp liên qua Giáo Bồ Tát, Pháp Phật, Sở Hô Niệm Trong kinh diệu pháp này thì cái người đó Phải rời bỏ tất cả những sở chấp Chấp có, chấp không Chấp cũng có, cũng không Chấp không mà có, có mà không Đó Dân dân, dân dân, 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 dân. phải rời bỏ hết thì mới học được cái diệu pháp liên hoa này ngược lại nếu còn chấp mình á giỏi mình hay hoàn toàn không có không 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 thể nào đi vào cái cửa diệu pháp liên quan mà phật dạy được không thể nào vào được chắc chắn một trăm phần ngàn luôn thấy không đó phật dạy tiếp xá lợi Phất khéo nghe các pháp của Phật đặng vô lượng sức phương tiện Mà vì chúng sanh nói Tâm của chúng sanh nghĩ Các món đạo làm ra Bao nhiêu những tánh dục Nghiệp lành giữ đời trước Phật biết hết thế rồi Dùng các duyên thí dụ Lời lẽ sức phương tiện Khiến tất cả vui mừng Hoặc là nói khế kinh Cô khởi cùng bổn sự Bổn sanh vị tầng hữu Cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tụng luận nghị cộng chính kinh căn độn ưa pháp nhỏ tham chấp nơi sanh tử nơi vô lượng đức phật chẳng tu đạo sâu màu bị các khổ não loạn vì đó nói niết bàn ta bài phương tiện đó khiến điều giàu quệ phật chưa từng nói các ông sẽ đặng thành phật đạo sở dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa đó thì trong này Đức Phật ngày nhắc nhở là khi nói về vấn đề thọ ký các vị đệ tử sau này mà thành Phật thì lâu nay chưa đúng lúc để nói bây giờ đã đến lúc rồi đến lúc phải nói à, phải nói Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói vào đại thừa làm gốc Nên mới nói kinh này Có Phật tử tâm tịnh, im dịu, cũng lợi căng Nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu Vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đây Ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo Bởi thân tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới dạy hạng này nghe thành phật rất mừng đầy khắp mình phật biết tâm của kia nên gì nói đại thừa thanh văn hoặc bồ tát nghe ta nói pháp ra nhẫn đến một bài kệ điều thành phật không nghi đó. thì ở đây ấy, về cái câu này đức phật ngài cũng nhắc nhở đó cái người mà đã rời bỏ giữa cái tâm cái chấp trong ngũ quẩn. sắc thọ tưởng hành thức không còn chấp nữa tức là vô sở chấp tu học theo đạo Phật phải vô sở chấp mới thành Phật đạo à. cho nên các vị tổ và các vị Phật các ngài thường nói một câu có lẽ là quý vị cũng từng đi các cái đạo tràng đã nghe rồi Phật Ngài nói rằng 49 năm ta thuyết Pháp Nhưng thật ra ta không có thuyết gì hết Cái câu nói này á Để xác định lại Cái đạo Phật Nói cái có để là mà chỉ cái không Mà nói cái không đó là để chỉ ra cái có Trong vô vi á Chứ không phải hữu vi nữa Lấy cái có hữu vi mà chỉ cái không của vô di nói cái có của vô di mà chỉ ra cái không của hữu di nó hay vô cùng nó quyền bí vô cùng cái người nghe mà không hiểu á tưởng chừng như tưởng chừng như là Phật nói nói sai nói lộn nhưng mà không phải sai không phải lộn ở đây Phật xác định Cái gì là hữu di Mà cái gì là vô di Trong cái hữu di nó có cái vô di Mà trong cái vô di Nó có cái hữu di Hữu di của vô di Chứ không phải là hữu di của hữu di Nghe nó, chưa nó, nó màu nhiệm ở chỗ đó đó Cái người mà không có Một cái tâm đại thừa Phật giáo Khó hiểu cái này lắm Khó hiểu Mà chính vì cái chỗ khó hiểu này á à, mà đời nay có nhiều người làm chấp Làm chấp cái gì quý vị Làm chấp xá lợi Phật Làm chấp xá lợi Phật Làm chấp chỗ nào Xá lợi Phật Đức Phật ngày phân ra 3 loại Xá lợi tục thân Xá lợi pháp thân Xá lợi kim thân người ta làm chấp á xá lợi kim thân mà họ lấy cái nhục thân họ làm là kim thân họ tạo ra một cảnh hướng để cho mọi người lầm lẫn hết đi lạc chánh pháp luôn đi lạc chánh pháp luôn à, làm sao bây giờ chắc có lẽ quý vị á, ở thành phố thì nhiều nhận được những cái duyên xá lợi của những vị người ta tặng mình ta ủng cúng dường mình ta hậu mình để về mình thờ cho nó linh mà trong đó có những cái xá lợi màu xanh màu đỏ màu vàng có không có chứ cái này tôi nói có tôi mới nói chứ không có tôi nói chi nhưng mà xin thưa quý vị họ làm rồi họ làm họ làm cái chỗ nào cái cơ thể của một con người Đức Phật phân ra là nói về xa lợn nhục thân Cái thân con người do cha sanh mẹ đẻ Khi mà đốt ra nó thành tro Chỉ còn lại răng và xương thôi Răng và xương á Thì cái răng xương này á Nó không có tròn do Nó không có tròn do quý vị nào mà trong cái thân nhân mình mà đi thiêu á thì mình thấy á, thiêu ra rồi á thì xương răng á nó cũng sức mẻ rồi nó cũng có dài có vắng có xẹp đủ thứ hết chứ nó không có tròn và bây giờ người ta lấy những cái viên xa lợi không biết từ đâu mà tròn tròn màu xanh màu đỏ màu vàng rồi ta nói đó là xá lợi của Phật Nhưng mà từ cái chỗ á Mà cái hữu di á Người ta tưởng chừng là vô di ừ, Hữu vô di á Mà ta tưởng chừng là hữu di Tức là nói về xá lợi nhục thân Chỉ còn xương Và răng Màu trắng, trắng đục, trắng ngà chớ à, Chứ không có xanh đỏ vàng Người ta tưởng rằng một con người tu của mình Nó xin lỗi Tiết chế cái cái cái, cái dâm dục Ta tưởng, tưởng chừng cái người tu mình tiết chế cái dâm dục đó, Rồi cái chất tinh á Ngầu thiền á Tịnh tâm á Rồi cái chất tinh á nó, 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 nó lên theo nằm theo đốt xương sống nè Nó tụ lại thành khối cứng như vậy Tụ thành khối cứng như vậy Nó gọi đốt ra thì cái đó nó còn tròn tròn đó. Có đủ màu hết Ta nói là là xa lợi đó Nhưng mà thật tế không phải vậy Quý vị nên nhớ một câu Đức Phật nói rằng á Của tứ đại phải trả về cho tứ đại khi xác thân này nó tan rã thì tứ đại rã về tứ đại thôi. Cái thân con người đốt chỉ còn xương và răng thôi. Cái tinh huyết trong con người á nó là một thể lỏng. Tinh huyết trong con người nó là một thể lỏng, khi vô lửa rồi nó tan luôn. Làm gì mà nó còn đóng cục mà giả sử như nó đã đóng cục cứng như vậy đó. Đóng cục như vậy khi mà đốt nó cũng tiêu luôn Nó cũng không còn Xương còn trái mà Thì làm gì cái chất tinh này mà nó còn Thấy không Một người tu chân chính dầu đắc đạo Chăng nữa cái xác thân này đốt nó vẫn là tro ra Da nè, thịt nè, gân nè, lông, tóc Đều thành tro hết Chỉ còn xương và răng Chỉ còn xương răng thôi còn những cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng là người ta mị Không có thật Tôi nói đây quý vị có lẽ nghe nó hơi phản cảm đó Đó Nó hơi phản cảm đó Cái thân con người cái xương mà vô lửa mà nó còn cháy mà làm gì mà cái tinh mà nó đóng lại mà nó còn Mà nếu giả sử như cái tinh con người ở dưới trong cái thận á mà nó đưa lên xương sống á thì quý vị trong thời gian mà nó đưa lên vậy quý vị khỏi khung luôn chỉ nằm có chỗ à gọi là gì gọi là gai á mà cái gai cũng không phải tin nó đem lên đó mà nó thành gai nữa gai là một cái chất dôi nó đóng trong đó đó nếu mà tin từ với thần mà nó người tu luyện mà đem lên trên xương sống được á thì chỉ còn có nằm thôi chứ không có ngồi được mà không có đi được được phải không Nói cho rõ lẽ để mà nghe À Mà Nói về xá lợi kim thân Là cái gì Như hồi trước tôi nói là Con người đó, Nếu mà tu đắc đạo đó, Có ba dạng xá lợi Xá lợi nhục thân Là cho Về xương răng thôi Còn cái thứ hai Cái xá lợi thứ hai là cái gì là pháp thân pháp thân của đức phật pháp thân của một vị đại bồ tát mà pháp thân là gì là kinh sách mà kinh sách sẽ dĩ viết ra được là do cái trí huệ vô ngại tự tại của một vị đắc quả bồ tát ta hiểu sự thật của chân lý rồi nhưng mà muốn rộng độ chúng sanh á phải thuyết giảng qua ngôn từ hoặc giả là viết ra bằng giấy trắng mực đen đó là xá lợi pháp thân cho nên á, sư tổ mình đăng quang là cái vị lập ra hải phái khất sĩ nè ngài dạy á, khi mà chư tăng ni trong khất sĩ á, bây giờ cũng thay đổi nhiều lắm rồi kể cả sư đây cũng có thay đổi nữa khi mà xây cái 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 chánh điện á, cái tháp ở giữa không thờ phật mà thờ xá lợi pháp thân thôi chứ là thờ kinh ví dụ như xây một cái tháp mỗi lần tôi xây cái tháp nhỏ để trên kia là đó, tôi xây vậy đó nhưng mà trong đó để kinh chứ không có để phật đằng hệ khách sĩ chỉ thờ cái tháp kinh tháp kinh là pháp bảo của phật mà đó cũng là xá lợi pháp thân của một vị tu đắc đạo là kinh sách Từ cái chỗ mà vô hình trung là trí huệ vô ngại tự tại của một vị Đại Bồ Tát Đã đắc được tự tánh bát nhã Sống bằng pháp thân huệ mạng Nói ra những ngôn từ để dạy nhắc nhở người ta tu theo thuận theo chân lý Và đồng thời viết nói ra những viết ra những lời kinh sách để lại hậu thế noi theo mà tu Như chúng ta bây giờ tu Học 12 bộ kinh của Phật Đó là xá lợi pháp thân của Phật ca để lại đó Xá lợi pháp thân Thấy không Còn xá lợi kim thân là cái gì Xá lợi kim thân là cái tánh giác bất hoại của Phật Mà cái tánh giác bất hoại của Phật á Vô hình tướng Nó đâu có hình tướng gì đâu Thay vì người ta tưởng chừng cái đời mạt kiếp này ta tưởng chừng cái xá lợi à, kim thân của Phật á là những viên tròn tròn này, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng nha, ta làm xá lợi xá lợi kim thân hoàn toàn cái đạo phật dạy về tâm linh về du di họ đã họ đã biến chế nó trở thành hữu di mà dạy như vậy phật tử bá tánh chữ tăng ni tu làm sao đắc đạo được mình làm tưởng như vậy làm sao đắc đạo được Thậm chí á Tôi hồi xưa tôi có quen một vị sư nọ tu cũng gì làm như vậy á Mà ngồi thiền cứ chuyển Chuyển khí á Chuyển khí quá đưa lên Tự thận á Chuyển đưa lên Đưa lên đặng cho nó lên xương sống nó kết thành xa lợi á Chuyển chuyển riết á Cái tinh nó lên nó, nó ra miệng luôn mũi luôn Rồi sao bệnh chết luôn Đúng không? Dạy một sai lầm một cái rồi là hại cuộc đời người ta. Còn bà, bộ còn bà con mình á, Tăng Ni và Phật tử chúng ta hiện tại á, Vừa qua có một cô Phật tử ở quê miền Trung đó. Ba của cổ là đệ tử của hòa thượng trưởng đoàn ở miền trung khất sĩ ba cái cô phật tử này á là cái người hộ pháp của hòa thượng này sau khi mà thiêu á thì à, ba có cổ lộn ra một nắm xá lợi vậy nè mà có đủ màu xanh đỏ vàng hết Cổ vô đây, Cô cổ vô đây cậu giếng chùa rồi cổ kể cho tôi nghe. Mà cô nói sao con thấy cũng lạ đấy sư ông. Sao con thấy có cái gì mà đỏ đỏ nữa. Mà nó như nó như là nó nó đỏ đỏ như bài hầy vậy đó. Tôi nói đó là quá chắc <laughs> chứ không có gì lạ trơn á. Mà xá lợi gì dám trong một nắm. Mà tôi vừa cắt nghĩa ba cái cách xá lợi cho cô ấy nghe. Cậu nói này ba con hầu cận ở bên hòa thượng uh, uh, lấy ra rõ ràng mà nó thiệt mà ngài sư mới nói cổ con bình tĩnh là đi trong thiệt nó có giả trong giả nó có thiệt trong đó, à. tôi nói vậy cái uh, sau này cái cổ của bất mãn tôi có nhà người đó sau này không có vô đây nữa vì cổ cũng có bạn tu là, là đệ tử tôi trong định xá nè Không có vô không có vô thăm bạn nữa Bất mãn tôi rồi Mà thiệt Bất mãn tôi tôi chấp nhận Nhưng mà tôi muốn nói sự thật của Phật Pháp Cái gì hữu di là hữu di Cái gì vô di là vô di Không thể lắng lộn được cái người ác là ác, cái người thiện là thiện Chứ sao mà lấy thiện, ác làm thiện, mà lấy thiện làm ác được Thấy không? Mà chính người ta cái đạo Phật mà lâu xa hôm nay mình tính ra Phật đảng này 2564 năm. Chỉ Phật Thích Ca ngày nhập Niết Bàn chỉ sau 100 năm thôi là đệ tử tăng ni của Phật đó, đã bị lai nữa luôn rồi. Lai theo đạo Bà La Môn giáo rất nhiều. Đó là ngay thời một sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn thôi. Sau 500 năm á thì Phật giáo ở Ấn Độ phân làm hai bộ chúng Thượng tọa bộ và đại chúng bộ rồi Mà khi từ Ấn Độ mà truyền qua Qua Tàu đi hướng Bắc á Là qua Nhật Bản qua Tàu qua Còn cái đạo Phật mà truyền về phương Nam á Qua Tích Lan, Ai Lao, Cao Miên và Việt Nam á Khi mà hội tụ lại ở Việt Nam mình á Là Bắc Tông và Nam Tông <laughs> Bởi vậy nên bây giờ mình là cái người hậu sanh mà trong cái đời mà cái đời này á nó xin lỗi quý vị. Nếu mà mình tu á, mà mình rời bỏ cái căn bản của đạo Phật là mình không có biết cái đạo Phật sao sao trơn đôi Ai muốn nói sao mình nghe vậy thôi. Mà căn bản của đạo Phật là cái gì? Là tứ diệu đế là 37 phẩm trợ đạo Bồ đề của đạo Phật là cái sườn của một cái ngôi nhà cái sườn của một ngôi nhà mà cái người tu sức gia hay tại gia mà không học ba mà bảy phẩm trợ đạo bồ đời thì không hiểu hiểu đâu phật là sao chứ, nó lai dở lắm từ một cái cây bưởi mà người ta rép thành cây mắng cầu từ cây mắng cầu mà ta rép thành cây cam rép đủ thứ trơn rượu rồi cho nên bây giờ quý vị mà đốt đuốc đi tìm một cái cây bưởi mà gốc bưởi thiệt á cũng khó lắm nha không có dễ đâu. Không có dễ đâu. À. <laughs> thì à, tôi nói và phân tách về vấn đề mà xá lợi có 3 phần: xá lợi nhục thân, xá lợi pháp thân, xá lợi kim thân. À, như vậy quý vị thấy có, có chỗ nào mà mình cần góp ý thì lát buổi chiều quý vị viết giấy bởi vì quý vị viết giấy tôi sẽ ra lời cho trực tiếp luôn còn cái gì mà quý vị đã hiểu rồi thì thôi à, còn cái gì mà còn hoài nghi còn thắc mắc trong cái xá lợi này thì quý vị cứ viết giấy hỏi à. giờ tiếp á trong cõi phật mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba à, cái này phật, phật nhắc lại trong cõi Phật mười phương tức là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, kể cả phương thượng và phương hạ. Chỉ có một thừa thôi. Một thừa pháp của Phật là Phật thừa thôi. Chứ không có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì hết trơn á. Cái này là Phật nói thẳng vào cái tâm tâm linh của mỗi con người mình từ bến mê sang bờ giác chỉ có một con đường thẳng thôi chứ không có hai ba con đường à, không có hai ba con đường à, từ bến mê sang bờ giác chỉ có một đường duy nhất cũng như cái đường mà lên núi tây ninh vậy đó chỉ có một đường duy nhất thôi chứ không có hai ba con đường hoặc giả là ai mà biết cái điện bộ Hồng, núi cấm á chỉ có một đường duy nhất lên lên điện ngọc hoàng thôi chứ không có hai ba con đường còn hai con ba con đường là nó nằm khúc dưới thôi chứ lên khúc trên rồi lên cái chõm nó thì chỉ có một con đường một thôi đó. một con đường đi điện pháo binh qua một con đường á, ở dưới á, là 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 chùa là chùa phật lớn lên đó tức là chùa Vạn linh á Vạn, Vạn linh phật lớn cái này lên một con đường bên này và một con đường ở bên kia là địa điện pháo binh mà lên tới chỗ mỏm trên là chỉ có một đường duy nhất thôi chứ không có hai ba con đường gì hết nhớ như vậy tức là phật thừa á chỉ có một phật thừa giáo pháp nhà phật không có tiểu thừa không có trung thừa không có đại thừa mà chỉ phật thừa thôi nghe không cái này tất cả phật tử mình tăng ni cũng phải nhớ cái này Mình nhớ cái này đi làm chi Mình nhớ cái này á Để mình biết rằng á Mình là tu trong hệ Bắc Tông Tu trong hệ Nam Tông Tu trong hệ Khất Sĩ Anh em chị em một nhà chứ không có hai nhà Là đệ tử Phật thì có một nhà thôi à Chứ không có hai nhà đâu Nhưng mà phương tiện thì mặc áo nó khác sao thôi chứ con đường đi thì ai cũng đi con đường đó thôi đi trước đi sau đi mau đi chậm chỉ có con đường thôi không có hai ba con đường à. mà nếu mình hiểu được như vậy rồi á thì trong Phật giáo mình sống hại nào cũng tốt không có hận thù với nhau không có tranh chấp với nhau à. không ngân tu không tranh chấp không có bè phái À, nó thuần tí là con của phật thần tí là con của phật thôi à, tiếp tục trừ phật phương tiện nói chỉ dùng danh tự giả giật giác dẫn các chúng sanh vì nói trí huệ phật các phật ra nơi đời chỉ một việc này thiệt hai thứ chẳng phải trơn trọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh phật tự trụ đại thừa như pháp của mình đặng định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng sanh tự chứng đạo vô thượng pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhẫn đến nơi một người thời ta đọa sang tham việc ấy tất không được Nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gạt Cũng không lòng tham ganh Dứt ác trong các pháp Nên Phật ở mười phương Mà riêng không chỗ sợ Ta dùng tướng trang nghiêm Ánh sáng soi trong đời Đấng vô lượng chúng trọng Vì nói thiệt tướng ấn à Thì à, trong cái bài kệ này á Đức Phật Ngài nhắc nhở À, vì phương tiện à, vì phương tiện mà rộng độ chúng sinh à, mới nói là có tiểu thừa trung thừa và đại thừa chứ thật sự ra là chỉ có một phật thừa không có hai ừ không có hai và trong đây á phật cũng cũng khẳng định luôn nếu người tin về Phật như lai chẳng dối gạt cũng không lòng tham ganh à, dứt ác trong các pháp nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng trúng trọng vì nói thiệt tướng ấn à, thì ngài nói rằng ngài đây là những lời nói chân thật và chắc quyết À, là một sự khẳng định luôn à, Tướng ấn tức là ấn định à, Là khẳng định luôn Chứ không mà nói mà mà thay đổi nữa Xá lệ Pháp nên biết Ta vốn lập thệ nguyện Muốn cho tất cả chúng Bằng như ta không khác Như ta xưa đã nguyện Nay đã đầy đủ rồi Độ tất cả chúng sanh Đều khiến vào Phật Đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng Phật đạo dạy cả Kẻ vô trí vô rối sai Mê lầm không nhận lời Ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành Chấp chặt nơi ngũ dục Vì si ái sanh khổ Bởi nhân viên các dục Xa vào ba đường dữ Xây lăng trong sáo nẻo Chịu đủ thứ khổ độc Thân mọn thọ bào thai Đời đời tăng trưởng luôn Người đức mỏng ít phước Các sự khổ bức ngạch vào rừng rậm tà kiến Hoặc chấp có Chấp không Nương gá các chấp này Đầy đủ sáu mươi hai Chấp chặt pháp hư vọng Bền nhận không bỏ đặng Ngã mạng tự cao khoe Vua nịnh lòng không thật Trong nghìn muôn ức kiếp Chẳng nghe danh tự Phật Cũng chẳng nghe chánh pháp Ngừ như thế khó độ Thì đây Đức Phật Ngài Cũng xác định là cái người mà tà kiến rồi á không tin tưởng chánh pháp thì rất là khó độ chứ không phải đức phật ngài lập nguyện rồi độ tất cả chúng sanh mà độ hết được đâu có những hàng rất là khó độ họ chấp chặt cái tà kiến của họ họ chấp chặt những cái uh, ngã mạng cống cao của họ họ chấp chặt những cái hiểu lầm của họ mà nói họ không không nghe cho nên rất là khó độ chứ không phải dễ độ đâu Đấy không? cho nên xá lợi phất ta vì bày phương tiện nói các đạo dứt khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thiệt diệt các pháp từ bổn lai tướng thường tự vắng lặng phật tử hành đạo rồi đời sau đặng thành phật ta có sức phương tiện mở bài khắp ba thừa tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa Nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm Lời Phật nói không khác Chỉ một Không hai thừa Đức Phật về lòng từ bi nhân ái Muốn cho tất cả chúng sinh á Đều được thành Phật như mình đó, Đều được thành Phật như mình Chớ Ngài không riêng tự Kêu bằng à, Độc tài Độc đạo Độc đoán là chỉ mình thành Phật thôi Chứ chúng sinh không thành Phật được à, Mà trong này Ngài nói rõ là một đích của Ngài là dạy cho tất cả mọi người Đều được thành Phật như Ngài hết à, Tức là Ngài mở rộng những cái Cái cái, cái, cái tâm trí tuệ của mỗi người à, Để mà mỗi người tự biết, tự ngộ Tự hành rồi tự đắc Sẽ được không còn luân hồi sinh tử như, Ra vào trong ba đường sáu cõi xuống lên như Ngài nữa à, Cho nên Ngài ngày phương tiện phương tiện là nói là có có, có nhị thừa tam thừa vân dân, hay tứ thừa hơn ngũ thừa thậm chí trong kinh mà sau này có nhiều vị họ giảng họ triết luận ra là ngũ thừa Phật giáo trong đó gồm có cư sĩ luôn đó à, ba thừa là cái bằng á là là, là à, đại thừa rồi trung thừa rồi tiểu thừa mà tiểu thừa là hán đó. rồi đó là rồi tứ thừa à, tứ thừa là những cái hàng mà kêu bằng à, tu độc thân tu độc thân rồi là 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 là, là ngũ thừa là cái hàng cư sĩ năm giới hàng cư sĩ năm giới cũng nằm trong thừa phương tiện ta vẽ ra thôi đó. Phương tiện dễ ra chứ thật sự trong này pháp hoa phật có một thừa một từ uh, từ phàm phu đi đến quả vị chánh giác chỉ có một đường một thôi không có không có hai đường ừ. vô số kiếp đã qua vô lượng phật diệt độ trăm nghìn muôn ức phật số nhiều không lường được các thế tôn như thế các ngón duyên thí dụ vô số ức phương tiện diễn nói các pháp tướng các đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa độ vô lượng chúng sanh khiến vào nơi Phật đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời ngự loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác giúp bài nghĩa đệ nhất nếu có loài chúng sanh gặp các phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí hoặc trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí thải các món tu phước huệ Những người như thế đó Đều đã thành Phật đạo Sao các Phật diệt độ Nếu người lòng lành dịu Các chúng sanh như thế Đều đã thành Phật đạo Các Phật diệt độ rồi Người cúng dường xá lợi Dẫn muôn ức thứ tháp Vàng bạc và pha lê Xa cừ cùng mã não Ngọc mai thôi Khôi lưu ly Thanh tịnh rộng nghiêm sức Trao dồi nơi các tháp Hoặc có dựng miếu đá Chiên đàn và trầm thủy gỗ mặt cùng gỗ khác gạch ngói bùn đất thải hoặc ở trong đồng trống chứa đất thành miễu phật nhẫn đến đồng tử giỡn nhóm các thành tháp phật những hạng người như thế đều đã thành phật đạo thì ở đây phật nói rộng ra phật nói rộng ra thí dụ như thế gian này có những người tin tưởng phật tin tưởng cái, cái cái lời dạy của Phật chỉ có nhắc thừa thôi, tức là chỉ có Phật thừa thôi. thì cái người đó đó, giàu cho họ bỏ tiền ra cúng dường xây dựng chỉ một cái chùa một cái tháp thôi. Đó. hoặc giả là họ lấy đất cát họ đắp thành một cái cái, cái tháp thôi. À, cũng như mấy em nhỏ mà nó dẫn chơi á, nó, nó, nó lấy đất Xét rồi cát rồi, đó. nó trộn rồi nó làm một cái tháp một cái chùa thôi. thì những người mà có niềm tin như vậy thì sau này chắc chắn cũng sẽ thành Phật. Đó. quan trọng là niềm tin, quan trọng là niềm tin. còn nếu mà không có niềm tin, cái lời Phật dạy nhất thừa thì khó thành Phật. Khó thành Phật. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà không có niềm tin nơi Đức Phật rồi á thì tâm hồn họ vẫn còn cố chấp trong một cái gì đó. Ví dụ họ cố chấp trong một cái uh, ngũ thừa hay là tứ thừa hay là tam thừa, nhị thừa. Họ còn cố chấp hay nói cho rõ ra đó Họ còn chấp trong cái ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức Họ chấp đó họ sẽ bị kẹt ở đó Họ không thể nào tiến bộ được Không thể tiến quá được Đi lên được Không thể nào thành Phật sau này được Phải xả bỏ cái chấp Trong hoàn cảnh nào không cần biết Cái người đó Là một người dân thường Một người đầy tớ ở đợi một người thương mại buôn bán một người công nhân nông dân một người chiến sĩ một ông sĩ quan một ông vua một tể tướng dân dân mà nếu có một niềm tin thì sống muộn cũng sẽ thành phật sống muộn cũng sẽ thành phật còn nếu mà thiếu cái niềm tin phật dạy nhất thừa tức là phật thừa đó thì không thể thành Phật được Suốt ngàn muôn ước kiếp không thể thành Phật được Ở Cái này là tất cả là chúng ta phải ghi nhớ nha Chứ để mình tu ổn kiếp đó uống kiếp đúng không, quý vị ơi Vì tôi biết rằng khi mà Phật tử mà về chùa về tỉnh xá Mà nghe Pháp nghe Kinh rồi Cái nguyện vọng đầu tiên của ai cũng muốn giải thoát sau này Không còn lân hồi nữa Đúng không? Ai cũng muốn cái này rồi á Mà muốn như này mà vậy mà còn chấp thì con dính mắt đừng chấp có nghĩa là chúng ta là những người đang sống ở trong một đám rừng rậm u minh đang sống trong đám rừng rậm u minh nào mà nếu chúng ta chấp á một cái cây gỗ này quý cây, cây gỗ kia xấu rồi cứ đứng ôm cái cây cái quý riết á không bao giờ ra khỏi đám rừng hay là ôm một cái cây gỗ cái gỗ thường ở chân nữa thì đứng đó mãi không bao giờ đi, đi ra khỏi đám rừng nữa mình đi ngang đang ở trong đám rừng muốn ra khỏi đám rừng là phải đi đi mãi đừng để dính mắt một cái cây nào hết đừng để dính mắt một cái hố nào hết thì mình sẽ ra khỏi cái đám rừng đó số muộn được được khỏi còn nếu đứng ôm cái cây hoài không bao giờ tới đâu đó. Thôi mấy cây rồi tôi phương tiện nói là chấp á Khởi một niệm chấp là dính mắt Bây giờ cho nên tôi có ra hai cái câu thơ bên phía trước kìa Giọng chấp mê làm sanh rối khổ Lìa tham dứt nhiễm hiển an nhàn Mình khởi cái niệm giọng chấp rồi á Là nó sanh ra mua ngàn cái khổ cho chính mình Mua ngàn cái khổ cho chính mình tôi nói xin lỗi thí dụ như quý ông cha bà mẹ mình ở trong gia đình như vậy đó mình mình là cha mẹ của con mà mình nói nó không nghe nó bướng hoài à rồi cái giận nó con rồi nó cãi cha mẹ ta nói mày không nghe rồi cứ chấp mình làm cha mẹ mà nói con không nghe mình chấp gì mình khổ <laughs> mình khổ hoài cho nên bổn phận làm cha mẹ là phải có trách nhiệm dạy con những điều tốt nên làm, điều xấu nên tránh Mình đem hết sức mình, mình dạy đi Tận nhân lực tri thiên mạng à, Có nghĩa mình đem hết sức mình, mình dạy nó Mà dạy á hết sức mình rồi mà mình dạy nó không được Là mình biết mạng trời tại cái căn nó vậy rồi Thôi, kệ Giờ phải sao chịu vậy Chứ mình chấp mình là mẹ mà cha mà nói nó không nghe bắt buộc nó phải nghe thì cuối cùng là cái gì mình khổ mà nó liều quá nó đi tự giận nó chết lại còn khổ dữ nữa Phải không cho nên đừng chấp có trách nhiệm là phải dạy mà dạy hết lời nó không được là mình biết là cái cái, cái, cái nghiệp của nó cái mạng trần định như vậy rồi là phải chịu thôi thôi không không chấp không khổ quá. coi như mình có trách nhiệm mình sanh con mình nuôi lớn lên thì bây giờ á, nó nó trưởng thành rồi thôi mình hết dạy hết trách nhiệm rồi bởi vậy cho tổ tiên ông bà mình người xưa có dạy đó tử bất giáo phụ chi quá quấn đạo bất nghiêm sư chi đọ phụ giáo sư nghiêm lưỡng vô ngại học vấn bất thành, tử chi tội nó là vậy đó nó. tử bất giáo phụ chi quá là tất nhiên là con mà là, là 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 nó hư á là tại cha mẹ không biết dạy. Đệ tử mà hư do thầy không biết dạy, nhưng mà cha mẹ và thầy đã dạy, dạy hết lời rồi, hết khả năng rồi, mà nó không nghe là lỗi tại nó thôi. Lỗi tại nó. Nghe yeah. không? Cho nên không chấp. Chấp là mình tự làm khổ lấy mình. Mình làm khổ lấy mình mà mình cũng làm khổ cho nó nữa có một cái uh, Phật tử kia điện về sư. Nói, sư ông ơi, con đứa con này 8 tuổi rồi. Mà con cho nó đi học rồi sao nó 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 nó. Nó không nhớ gì trơn á. À, thầy cô dạy qua chữ A nó nhớ nó nó đọc theo A mà dạy qua chữ B quên chữ A hiện đại này luôn. Giờ con không biết làm sao rồi, sư ông có cách nào sư ông <laughs> chỉ cho con sư nói nếu mà cô cố gắng cô dạy nó cho nó đi học vô trường mà thầy cô mà dạy nó như vậy nó không nhớ á thì sư thấy rõ là vấn đề đây là cái căn của nó rồi nhưng mà dạy nó không nhớ nhưng mà tự nó tìm hiểu thì nó giỏi á cô cô thấy nó thích cái gì đó cô hướng dẫn cho nó thích một cái nghề gì đó nó làm ví dụ như một cái nghề bình thường như sửa xe đạp cũng được nữa thì để cho nó khỏi cần học chữ luôn đi Cho nó đi sửa nửa nó lớn á Cho nó đi, đi sửa xe đạp Nó thích Rồi cái căn nó như vậy rồi Về trí huệ mà nó bị bế Mà nó học nó không nhớ được là kiếp trước á Biết sao không? Do kiếp trước nó khinh thờ khinh thường chữ nghĩa nó lấy giấy 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 nhật trình có chữ nghĩa đó nó đem nó nó nó, nó lau nói nôm nay như nó chủ đích nó đó, đó nó coi thường chữ nghĩa cho nên bây giờ nó dốt rồi đó cái căn đó, nó bị bị bị, bị phạt rồi đó cho nên giờ cố dạy nó không được đâu nhưng mà cái gì nó thích thì nó nó giỏi lắm cô cho nó theo cái sự thích nó đi còn mà cái nghề nghiệp gì đó đừng ép nó học nha cô ép nó học nó khùng luôn á nó bị động kinh luôn á nó không học được thì đừng ép mà ép nó nó động kinh á sao nó thành mát luôn á rồi còn khổ suốt đời luôn á <laughs> thì chị nói thôi cậu nghe thôi con nghe lời sư ông đừng ép nó học nữa nói riêng là vấn đề cái câu đó nhưng mà nói chung thì bà con mình ở đây những đứa con mình mà nó cho nó đi học mà đến một giai đoạn mà nó nó không học được thí dụ như mình 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 ép nó quá mà nó đau đầu á thì thôi cho nó nghỉ luôn nếu mà nó 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 đau đầu mà là nó suy nghĩ nhiều quá nó động kinh nó bị chết luôn á thà là nó dốt mà nó tỉnh táo nó còn làm ăn được sau này nó xin lỗi mấy người dốt chứ hẳn là là ngu đâu mấy người dốt chứ hẳn là ngu đâu quốc kỳ cung hồi xưa có biết chữ nào đâu mà ra đánh giặc làm đại nguyên sái nhà đường thấy không à, bây giờ có cái bà kia kìa. bà tiên nhưng mà cái người bình thường điếm tiền không bằng bả luôn tính rợ không bằng bả luôn mà bà điên á nhưng mà bà không không biết chữ nhất một nữa đó tại cái năng khiếu cái nghiệp của người ta cho nên cái gì mình dạy thì cũng vừa phải thôi đừng ép quá mặc dù nó là con của mình nó xin lỗi mai mốt mà nó nó dốt học á mà nó đi làm công cũng cũng sống được nó sửa xe đạp cũng được nó sửa hông đa cũng được phải không mà nó còn tỉnh trí nó còn ngon hơn là cái thằng kép rồi mình nuôi nó suốt đời luôn Đó. Đó, thì nói vậy mà tử mình nghe đây rồi mình 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 có một cái hướng mình xây dựng con mình ừ. À, tiếp tục phật dạy là Người ngờ gì phật xây dựng các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phật đạo hoặc dùng bãi báo làm thao đồng bạc bạc. chất nhôm cùng chì kẽm ổ cùng với bùng hoặc dùng keo sơn giải nghiêm sức làm tượng phật những người như thế đều đã thành phật đạo vẽ giờ làm tượng phật trăm tướng phước trang nghiêm Tự làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo Nhẫn đến đồng tử giỡn hoặc có cây và búp Hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật Những trạng người như thế lần lần chứa công đức Đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo Chỉ dạy các Bồ Tát đổ thoát vô lượng chúng nếu người nơi tháp miếu tượng báo và tượng vẽ dùng quả hương phan lọng Lồng kính mà cúng dường hoặc khiến người trổ nhạt Đánh trống thổi sừng ốc, tiêu dịch, địch cầm không hầu, tỳ bà chụp trả đồng. Các tiếng hai như thế đem dùng cúng dường hết. Hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen Đức Phật nhẫn đến à, một tiếng nhỏ đều đã thành Phật Đạo. Nếu người lòng tán loạn nhẫn đến dùng một bông cúng dường nơi tượng vẽ lần thấy các Đức Phật hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay nhẫn đến dơ một tay hoặc lại hơi cúi đầu dùng đây cúng dường tượng lần thấy vô lượng phật tự thành đạo vô thượng rộng độ chúng vô số vào vô dư niết bàn như củi hết lửa tắt nếu người lòng tán loạn vào nơi trong tháp miếu một xưng năm mô phật đều đã thành phật đạo nơi các phật quá khứ tại thế hoặc diệt độ có người nghe pháp này đều đã thành phật đạo các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường Các Đức Phật như lai đó cũng phương tiện nói Pháp Tất cả các như lai dùng vô lượng phương tiện Đổ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật Nếu có người nghe Pháp không ai chẳng thành Phật Các Phật vốn thể nguyện à, Ta tu hành Phật đạo khắp muốn cho chúng sanh Cũng đồng đẳng đạo này Các Phật đời vị lai giàu nói trăm nghìn ức Vô số các Pháp môn kỳ thiệt gì nhất thừa các Phật lưỡng túc tôn Biết Pháp thường không tánh Giống Phật theo duyên sanh Cho nên nói nhất thừa Pháp đó trụ ngôi Pháp Tướng thế gian chẳng thường còn Nơi đạo tràng biết rồi Đức Phật phương tiện nói Hiện tại mười phương Phật Của trời người cúng dường Số nhiều như hằng xa Hiện ra nơi thế gian Vì an ổn chúng sanh Cũng nói Pháp như thế Biết vắng bạch Thứ nhất bởi dùng sức phương tiện giàu bài các món đạo kỳ thiệt gì Phật thừa Biết các hạnh chúng sanh thâm tâm Nó nghĩ nhớ nghiệp quen từ quá khứ Tánh dục sức tinh tấn và các căn lợi động Dùng các món nhân duyên thí dụ cùng lời lẽ Tùy cơ phương tiện nói Ta nay cũng như vậy vì an ổn chúng sanh Dùng các món pháp môn rao bài nơi Phật đạo Ta dùng sức trí huệ Rõ tánh dục chúng sanh Phương tiện nói các pháp Đều khiến đặng vui mừng Xá lợi Phật nên biết Ta dùng mắt Phật xem Thấy sáu đường chúng sanh Nghèo cùng không vước quệ Vào đường hiểm sanh tử Khổ nối luôn không dứt Sâu tham nơi ngũ dục như trâu mau mến đuôi do tham ái tự che đuôi mù không thấy biết chẳng cầu phật trí lớn cùng pháp dứt chữ khổ sau vào các đà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ hoặc vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi Xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành Trong hai mươi ngày suy nghĩ việc như vậy Trí huệ của ta đặng di diệu rất thứ nhất Chúng sanh các căn chậm Tham vui si làm mù Các hạng người như thế làm sao mà độ đặng Bây giờ các phạm dương cùng các trời đế thích Bốn thiên dương hậu đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng khác trăm nghìn ở quyên thuộc, chắp tay cung kính lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân, ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do pháp phá pháp không tin, rớt trong ba đường dữ, ta thà không nói pháp, mau vào cõi niết bàn liền nhớ Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện, ta nay chứng đặng đạo cũng nên nói ba thừa. À thì trong này á là kể thì đại khái là Đức Phật ngài nhắc nhở là sau khi ngài đắc quả với cội cây Bồ đề đó 21 ngày ngài ngồi quán xét, ngài suy nghĩ. Cái pháp mà của ngài đạt được đó, khó hiểu, khó nghĩ bàn lắm. Cho nên ngài muốn nhập niết bàn cho rồi. À, thì trong đó là có những quyển sách mà nói 21 ngày Đức Phật ngài à, dạ thuyết kinh Quang uh, quan yên. các cõi trời thần ngừ không hiểu gì hết cho nên, nên ngài muốn nhập niết bàn cho rồi thì sau đó các cõi trời trời Đế thích trời phạm thiên rồi trời tứ thiên dương à, các cõi muốn sinh phật chuyển pháp luân chuyển pháp lưng thì bây giờ Đức Phật Thích Ca ngày mới suy nghĩ ba đời chư Phật Mà đặc biệt là những vị Phật quá khứ ra ra đời Cũng như mình không khác Cũng như mình không khác Đắc được cái quả vị mà chánh đẳng chánh giác này á Rất là khó hiểu, rất là khó nghĩ bàn Thì chúng sinh làm sao hiểu được Nhưng mà vì cái chỗ đó mà các vị Phật quá khứ Các ngài mới phương tiện chuyển pháp luân các ngày phương tiện chuyển pháp lưng Đó, có nghĩa là tùy duyên mà chuyển bánh xe pháp để rộng độ chúng sinh cho nên đầu tiên nhất là ngài thiết cái thờ kinh tứ diệu đế để độ năm anh em kỳ trường như đem cái 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 lý mà phật thừa nhắc thừa này để mà dạy á không ai hiểu hết các cõi vị bồ tát mà sơ tâm còn nghe không hiểu nổi mà bởi vì các ngài có hành trời, trời, đi sâu vào cái pháp này đâu mà, mà hiểu Cho nên không hiểu Thì ngài muốn nhờ vào Niết Bàn Nhưng mà trực nhờ, trực nhận được cái lời yêu cầu của các vị thiên dương Trời Đế Thích Phật tử biết Trời Đế Thích là ai không? Là Ngọc Hoàng Thượng Đế của mình đó Trong kinh Phật này là nói là Trời Đế Thích cai quản 33 tầng trời Nhưng mà cái truyền thống tổ tiên người Việt Nam Mình đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó à, Xuống yêu cầu Phật phải chuyển pháp luân Rồi trời tứ thiên dương là gì biết không Là bốn ông thiên dương đứng bốn góc trời á Là bốn tướng dùng á Mình nói Trần Giang này là bốn tướng dùng á Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế là là ông Hồi xưa gọi là ông vua Yêu cầu Phật chuyển Pháp Linh mình nghe trời đi thích Mình không biết là ai trơn á Nhưng mà chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Của truyền thống tổ tiên Việt Nam mình đó. Ngài yêu cầu Phật Diễn Pháp Linh Rồi là trời tứ thiên dương á Là bốn vị vua Ở bốn Bốn góc trời tức là Là bốn vị tướng dùng á Bốn vị tướng dùng ở cõi trời xuống yêu cầu Phật giáo pháp lưng. cho nên xin lỗi vậy không Phật tử mình ở đây á kể cả người đời trần gian mà không biết tu cũng vậy phải kính thượng đế nhờ có ngọc hoàng thượng đế là trời đế thích á kêu cầu phật thích ca mâu ni chuyển pháp lưng để mà độ chúng sinh bây giờ mình mới học được nè chứ nếu mà không có ngọc hoàng thượng đế tức là trời đế thích mà yêu cầu Phật chuyển pháp lưng thì ngài đâu có mở bài tứ diệu đế ba bảy phẩm trợ đạo bồ đề chi đâu có nói kinh các kinh pháp chi cho nên mình phải biết ơn đúng không không có ngọc hoàng thân đế cầu xin đức thích ca như lai mà chuyển pháp lưng mà thiết tứ diệu đế độ anh em kia như hoặc giả là các kinh sau này thì làm gì mà có có mười bộ kinh bây giờ mình học mình tu Đó. <laughs> nhưng mà có người tôi tôi đây từ thợ ngọc hoàng thượng đế phía đằng phía bên kia đường có nhiều vị cũng tu sĩ lại đây thấy tôi tờ ngọc hoàng thượng đế với mẹ diêu trì đánh mẫu ông sư sự này ông lạc tà đạo rồi chắc có lẽ ông tu thiền quá ông lạc tà đạo hình ma đạo rồi. ông tờ ngọc hoàng thượng đế thậm chí đi từ thờ quốc tổ hùng dương đó, ổng lạc à, ông lạc bà đạo, ông đi thờ thần đạo. À, nhưng mà lạc hay không là tự tôi biết, tự tôi biết. À, <laughs> hay, à nhà em kia. Có một anh nọ là ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình lên đây. Ảnh xin sư là chụp hình rồi à, cũng như tìm hiểu cái tịnh xá của sư thì à, Anh mới nói con cũng đi nhiều nơi mà con thấy đây có một người sư thờ du à, hùng thôi à mà sư nghĩ sao mà sư thờ du hùng thì, ông hỏi như vậy đó đó à, thì à, tôi cũng trả lời với ổng một cách thực tế thôi nói thật với chú á tôi là người việt nam mà lại là người tu đạo phật khi mà tôi tham thiền nhập định đi sâu vào cái thế giới tâm linh mà phật dạy rồi á thì đặc biệt là tôi nhớ lại cái câu á là trong đạo phật dạy tứ trọng ăn tức là ăn cha mẹ ăn đất nước ăn thầy tổ tức là ăn tam bảo đó và ăn chúng sanh cho nên đầu tiên nhất là tôi vận động trong huynh đệ anh chị em xây dựng được một cái nhà thờ tông đường để thờ của quyền thất tổ cha mẹ ông bà mình hiện tại đó là cái người gần nhất người ta bảo bọc mình đặc biệt là cha mẹ mình bảo bọc và gia hậu cho mình của quyền thất tổ của mình và tôi nghĩ xa giờ hơn nữa tôi là người việt nam tôi phải có nguồn cội cho nên khi mà nghĩ tới nguồn cội á thì tôi mới lập cái đền thờ thờ quốc tổ hùng dương cái gốc tôi từ cái chỗ mà cái giống hồng Bàng lạc việt đó Đền vũ hùng đó. nên tôi thờ vũ hùng ở trong tỉnh xá an lạc tôi còn thờ mẹo cơ trong đó nữa cái góc xa xôi của mình đó thì uh, tôi trả lời với cái chú đó như vậy thì đây sẵn nói cho quý uh, tăng ni phật tử cũng như đại chúng mình nghe Quý vị khi nào Hiện tại nhiều khi quý vị Quý vị còn nằm trong cái phạm vi thôi Cho nên mình Đặt nặng cha mẹ hiển tiền Chứ nếu quý vị mà trong một cái quá trình tu học Xuyên suốt về thế giới tâm linh Thì quý vị thấy là cái nguồn gốc của mình rất là quan trọng Nguồn gốc của mình rất là quan trọng Mình là con hồng cháu lạc Cái gốc của mình ở đó đó Hả? cho nên là tôi mới trả lời với chú ấy là tự thờ quốc tổ hùng Dương vì lý do đó chứ không phải mà tôi nghe đâu rồi tôi tin đó tôi làm đó đâu còn riêng ngọc hoàng thượng đế đó, mà tôi thờ á đức mẹ Diêu trì tôi thờ đó là tôi thọ ăn tôi phải báo ăn tôi đã mấy lần bị đại nạn Đều nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cho thiên thần xuống cứu tôi Nên tôi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là tôi báo ăn Nhưng mà cái báo ăn đó chưa đủ đâu Tôi phải làm tròn cái bổn phận tôi độ đời như thế nào Chứ không phải chỉ nhiêu đó mà thờ mà đủ đâu Kể cả mẹ Du Trì tôi đã chết đi sống lại là mẹ yêu Trì kia tôi trở lại đây Nên tôi thờ là tôi tôi có người thỏ ăn mà Tôi phải biết là báo ăn đền ăn chứ <laughs> nói đại khái gì quý vị nghe mà đúng ra đó nếu mà quý vị nghe tôi nói như vậy rồi thì quý vị không thể nào phê phán tôi là người tà đạo được là tại sao tổ tiên mình dạy câu cây có cội nước có nguồn mà trong cái ngày lễ du lan mà quý vị đọc cái bài cày hoa hồng đó ha trong các chùa tỉnh xá tỉnh thất niệm phật đường nữa cây có cội mới trổ cành sách xanh, xanh ngọn nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông mình không cội nguồn sao có mình đi vợ phải không Nếu tôi thờ cội nguồn là một việc đó nên làm mà tôi cần khuyến khích tăng ni phật tử cũng phải nên làm những cái điều này nữa không thể nào mình bỏ cội nguồn của mình được Đó nói vậy để cho quý vị quý vị thấy à, thôi thì xin trở lại vấn đề tiếp tục <laughs> trong đây phật dạy á những người chỉ có cái niềm tin đối với phật thôi bất cứ làm một cái gì sớm muộn cũng sẽ được thành phật <laughs> xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí huệ của ta đặng di diệu rất thứ nhất Chúng sanh các căn chậm Tham vui si làm mù Các hạng người như thế làm sao mà độ đặng 21 ngày Ngày quán chiếu ngày thấy như vậy Chúng sinh tham vui Tham sân si mà nó làm cho mù Mù mắt trí tuệ đi Không thấy biết được đường đi lối về Cho nên do vậy mà Làm sao mà độ đặng đây Đấy không? Bây giờ các phạm dương Cùng các trời đi thích Thì bây giờ quý vị biết phạm dương là gì trời phạm phạm dương á là trời phạm thiên á. phạm thiên đại phạm thiên dương rồi, rồi cõi trời á đế thích à, trong này cũng đế thích xuống yêu cầu nè trời đế thích là cõi dục giới trời à, phạm thiên á là cõi trời sắc giới trời đại phạm thiên dương là cõi trời vô sắc giới không? rồi á, các trời à, bốn thiên dương là Bốn góc trời là bốn vị thiên dương đó, bây giờ có nhiều chùa cổ xưa người ta tạc ra bốn vị thiên dương, đó. ta thờ đó ừ. Điều chấp tay kính lễ thỉnh ta chuyển pháp lưng đó. Các ngài đều đến thị hiện trước mặt ngài để xin chuyển pháp lưng à. Ta liền tự suy nghĩ nếu chỉ khen Phật thừa chúng sanh chìm nơi khổ nếu chỉ khen phật thừa không mà chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do phá pháp không tin do họ phá pháp họ phá cái chánh pháp họ không tin là họ phá không? họ sẽ rớt trong ba đừng giữ ta thà không nói pháp mau vào cõi nước bàn liền nhớ lại phật quá khứ thực hành các phương tiện nay ta chứng đặng đạo cũng nên nói ba thừa cuối cùng phật mới suy nghĩ lại thôi giờ ta chứng cái đạo mà À, cái đạo mà nhất thừa này thôi giờ ta cũng nên chuyển pháp lưng như các vị phật quá khứ quý vị thấy không nếu căn cứ vào trong kinh pháp hoa chẳng những mình mang ơn trời đế thích ở cõi dục giới tức là ngọc hoàng thượng đế của mình á rồi trời phạm thiên nữa trời đại phạm thiên dương nữa phải biết ơn mấy vị này rồi mình phải biết ơn trời tứ thiên dương nữa là bốn vị tướng giữ bốn quốc trời đó rồi á Tại sao mà mình mình biết ơn? Không có mấy vị này mà thỉnh Đức Phật diễn pháp lưng làm gì giờ mình biết tu đây? Làm gì mình biết tu để ra khỏi ba đường dữ? Làm gì mình biết được nhân quả mà mình né tránh? Phải không? Làm gì mình biết? Không có cái kinh của Phật nói nhân quả về tội phước, không có kinh Phật nói mở đường giác ngộ để đắc quả. Vô thượng đại niết bàn Dứt luân hồi sinh tử ra ngoài tam giới phàm phu Thì làm gì mà Mà mình biết mà mình mình tu ở đây Cho nên giờ mình tu mình phải biết ơn chứ Không có mấy vị cầu sinh Thì bây giờ không có kinh đâu mà, mà tu Thì mình á mình, mình mình sống vì cái tính dục của mình Cái lòng ham muốn của mình Cái lòng sân hận của mình Cái lòng si mê của mình Mình chìm đắm trong ba đường dữ Mãi mãi không bao giờ lên được hết đó. Ba đường dữ là gì Địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? không có nhân quả thì đâu cần ăn chay cái ăn thịt uống huyết đi cứ giết người có của đi rồi thôi có cái sao đâu thì như vậy là mình sẽ vĩnh viễn ở trong địa ngục hoặc mang kiếp ngạo quỷ hoặc giả là làm súc sanh không có thể là là một con người mà không biết tu Không biết nhân quả rồi Thối quá trở lại ba đường ác Chứ không thể nào trở lại làm người được nữa đâu Những con thú bây giờ Nó còn biết tu à, Con chó Con trâu Con heo, con cọp, con rắn Con rùa nó vẫn còn biết tu Để nó tiến lên làm người Mà con người mình như vậy mà mình không biết tu Thì mình thối quá Nó dễ dàng quá Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nó dễ quá rồi Quá dễ, không có chỗ nào đâu. Đi xuống thì dễ lắm, đi lên thì khó Đi lên thì khó, đi xuống thì dễ lắm <laughs> Nhưng mà nhờ cái dân đời biết nhân quả Biết pháp tu Mà biết nhân quả, biết pháp tu là nhờ á Đức Phật chuyển Mà Đức Phật có chuyển pháp lưng là nhờ đó, Ba cõi trời Trời Đại Phạm Thiên Dương Trời Phạm Dương Trời Đi Thích bốn cõi trời tứ thiên dương và các vị sơn dương lâm dương ta lên yêu cầu phật chuyển pháp linh đó bây giờ mình nghĩ người phật tử tu mình học được giáo lý nhà phật mình học được cái lý nhất thừa phật thừa của nhà phật mình chỉ biết phật thôi à không biết ăn rồi mấy vị mà năn nỉ sinh hoạt tao phải không mình phải biết ăn chứ Bây giờ nói xin lỗi Thí dụ mình một con người Việt Nam đi Mình biết ăn những vị lãnh tụ đứng ra Khai quốc và lập quốc phục quốc Chỉ biết ông đó thôi à Không biết mấy ông tướng tá là sao Thấy không Mình chỉ biết mấy ông lãnh tụ Mà không biết những vị tướng Không biết những vị quan Dầu à, là hạ sĩ quan không biết công ăn những người lính họ ra chiến trường để bảo vệ tổ quốc mình không biết ân họ luôn mình chỉ biết à, ông lãnh tụ không à vậy có người mình là con người gì có người gì đây có người vong ân bạc nghĩa con à, người vong ân bạc nghĩa mình bảo vệ mình đó à, nói thẳng mực tàu nói đau lòng gỗ nói thẳng nghe <laughs> đừng mình đừng có nghĩ mà chỉ biết thật thôi không biết ai đâu phải không à, thì uh, sư cũng phương thiện nói vậy á, uh, để cho phật tử mình thấy á, uh, mình sống ở thế gian này mà phật dạy đúng lắm không có sai ăn cha mẹ là cái người sanh thành dưỡng dục mình nè à. rồi ăn đất nước ăn đất nước là những gì khai sáng lập quốc phục quốc ha? Rồi những người bảo vệ tổ quốc nữa Từ cái hàng mà Bộ chính trị xuống thủ tướng Rồi đến bộ trưởng Rồi dân dân tới ở xã luôn Mình phải biết ân những người này hết Mình phải mang ơn những người xung quanh mình đó chứ Đó là một cái vấn đề mà 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 trong hệ thống mình biết ân đất nước Rồi á Ân Tam Bảo Là Phật Pháp Tăng mình biết nhân quả, biết tội phước Biết lưng hồi đau khổ Rồi biết thiên đường an lạc Rồi biết Tây Phương không còn lưng hồi Là nhờ Tam Bảo nhắc nhở dạy dỗ mình Mình phải biết ăn Rồi gì nữa Ăn đồng bào Chúng loại nữa Bây giờ cái áo quý vị mặc đó tự mình may không Hay là phải nhờ thợ may à, mà nhờ thợ mai đã đành rồi Nếu không có thợ dệt làm gì có giải không? Mà nghe là có thợ có có thợ dệt á, Mà không có thợ mà trồng cây giải Thì lấy đâu mà có có trái giải à, Mà cái người trồng cái 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 cây giải đó đó Mà nếu không có người mà cài đất á, Thì làm sao trồng nó lên được Anh đồng bào giảng lõi Và những người xung quanh đây mình nhờ nhau hết trơn à mình cũng phải biết ơn với nhau phải biết ơn với nhau không? như vậy mà đúng là phật dạy chứ tứ trọng ân ân cha mẹ ân đất nước rồi ân tâm bảo rồi ân đồng bào chủng loại phải không như vậy mình mới là người phật tử chân chính chứ vậy mới phật người tử người phật tử đúng đắn chứ Đó, còn mình biết cái ơn này một à, mà không biết nó tới ơn thứ hai thứ ba thứ tư rồi thì dở lắm dở à, tiếp tục sẽ là Phật nên biết Ta nghe các đức Phật tiếng nhiệm màu rất sạch Sưng nam mô chư Phật ha tuần này Kinh Pháp Hoa dạy rõ ràng Ta nghe các đức Phật tiếng niệm nhiệm màu rất sạch Sưng nam mô chư Phật Sưng nam mô chư Phật Mình giờ học tắt khỏi nam mô Khỏi nam mô Sai rồi Sai rồi Niệm Phật phải có chữ Nam Mô chứ Này Kinh Pháp Hoa dạy mà Mà Kinh này là Chánh văn là nguyên bổn của Đạo Phật à, Chánh văn nguyên bổn của Đạo Phật Thấy không Phải có Nam Mô chứ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Mô Ni Phật Nam Mô Di Đà Phật chứ Mà mình niệm mà thiếu chữ Nam Mô là Là sao đây <laughs> ta lại nghe nghĩ thế này ta ra đời trượt ác như các phật đã nói ta cũng thuận làm theo suy nghĩ việc đó rồi liền đến thành ba la nại các pháp tướng tịch diệt không thể dùng lời bài bèn dùng xuất phương tiện vì năm tỳ kheo nói đó gọi chuyển pháp lưng bèn nói tiếng niết bàn cùng với a la hán tên pháp tăng sai khác từ kiếp xa dẫn lại khen bài pháp niết bàn dứt hẳn khổ sống chết ta thường nói như thế Xá lợi phát phải biết Ta thấy các Phật tử Chí quyết cầu Phật đạo Vô lượng nghìn muôn ức Đều dùng lòng cung kính Đồng đi đến chỗ Phật Từng đã theo các Phật Nghe nói Pháp phương tiện Ta liền nghĩ thế này Sở dĩ Phật ra đời Để vì nói Phật huệ Nay chính đã đúng giờ Xá lợi phát phải biết Người căn chậm trí nhỏ Kẻ chấp tướng kiêu mạng Chẳng thể tin Pháp này Nay ta vui vô quý ở trong hàng Bồ Tát Chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đạo vô thượng Bồ Tát nghe Pháp đó đều đã trừ lứa nghi Nghìn hai trăm la hán cùng đều sẽ thành Phật Như nghi thức nói Pháp của các Phật ba đời Ta nay cũng như vậy nói Pháp không phân biệt các đức Phật ra đời Lâu xa khó gặp gỡ chính sự hiện ra đời Nói Pháp này khó hơn vô lượng vô số kiếp Nghe Pháp này cũng khó hay nghe được Pháp này Người đó cũng lại khó Thí như qua linh thoại tất cả đều ưa mến Ít có trong đời người Lâu lâu một lần trổ Người nghe Pháp mừng khen Nhẫn đến nói một lời Thời là đã cúng dường à, Thì ở đây Phật phương tiện Mà Ngài nói cái Pháp Diệu Pháp liên qua đến hôm nay đúng lúc mà Ngài nói ra không khác nào cái qua đó Là nó đúng lúc nó phải trổ rồi Phải trổ ra Chứ không trổ là không được Cái thời tiết nó đúng lúc phải trổ thì ở đây mình sẽ mình phương tiện như cái qua thiết mộc lan của mình đó thiết mộc lan á để chắc bà con mà ai cũng biết cái gì thời tiết đúng lúc đúng lúc ngay cái cục đất đó cái thời tiết nó nhùng thấm lắm cái qua nó mới trổ cái qua nó mới trổ cho nên người trồng mà thiết mộc lan á không phải dễ năm nào nó trổ đâu nó có trổ là thời tiết nó nhuần thấm lắm nó mới trổ Rồi nói như vậy đó tất cả phật ba đời người đó rất ít có hơn cả hơn u qua u đàm các ông chớ có nghi ta là vua các pháp khắp bảo các đại chúng chỉ dùng đạo nhất thừa dạy bảo các bồ tát không thanh văn đệ tử à, trong này là đức phật này dạy là đây là cái pháp dạy những vị bồ tát chứ không phải dạy thanh văn à, các đệ tử thanh văn là những cái vị mới học tu à, mới học tu còn bồ tát là những người tu lâu và thâm nhập à, đạt được cái, cái 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 quả gì bồ tát tức là đạt được tự tánh bát nhã đó xá lợi phất các ông thanh văn và bồ tát phải biết pháp màu này Bí yếu của các phật bởi đời ác năm trượt chỉ tham ưa các dục những chúng sanh như thế chọn không cầu phật đạo người ác đời sẽ tới nghe phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận phá pháp đọa đường dữ ngừ tàm quý trong sạch biết quyết chí cầu phật đạo nên vì bọn người ấy rộng khen đạo nhất thừa xá lợi phát nên biết pháp các phật như thế dùng muôn ức phương tiện tùy thời nghi nói pháp người chẳng học Pháp tập tu không hiểu đẳng pháp này các ông đã biết rõ phật là thầy trong ba đời việc phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sanh rất vui mừng tự biết sẽ thành Phật. Đó, thì à, theo Đức Phật ngài ngài dạy trong cái cái phẩm phương tiện thứ hai này đó, ngài nói đi nói lại nhắc nhở là chúng sanh vì nặng về cái tánh tham sân si, cái dục nhiễm nhiều quá, cho nên nó khó mà nghe được những cái lời pháp mà à, nhất thừa của Phật tức là diệu pháp liên quan kinh giáo Bồ Tát pháp Phật sở hữu niệm khó nghe lắm. Nhưng mà nếu ai đã, nghe và có một niềm tin vững chắc rồi Thì chắc chắn sớm muộn cũng sẽ thành Phật Chắc chắn như vậy ừ. Thì à, cái cái phẩm phương tiện thứ hai là Đến đây đã đã hết à, Đã hết Thì à, À, trước khi dứt lời một lần nữa cầu nguyện hộ tâm bảo Pháp giữ thiên gia hộ cho tất cả đại chúng tăng ni và Phật tử nam nữ xa gần thân tâm an lạc và tinh tấn trong cái niềm tin à, Phật thừa Phật giáo để tu học cho mau kết quả Nga Phật.